Mới đây, Bí thư quận Quỹ Thốt Đốt Nguyễn Thị Ngọc Điệp cùng các ngành liên quan kiểm tra trường lớp trên địa bàn quận. Đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất trường lớp chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024 tại trường tiểu học Tân Hương thuộc khu vực Tân Quế, phường Tân Hưng. Trung tâm giới thiệu thường xuyên quận và kiểm tra công tác chuẩn bị cho đêm văn nghệ kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trường thuộc Trung ương và lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản liên tỉnh An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thành quận Thốt Nốt. Nhìn chung đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới đã sẵn sàng, cơ sở vật chất trang thiết bị cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy dạy học. Về chủ hoạt động kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trừ thuộc Trung ương, 15 năm thành lập quận Thốt Nốt và lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản liên tỉnh, đi các đơn vị chuẩn bị chu đáo, công tác tuyên truyền cổ động trực quan được thực hiện tốt.